Bình minh mang một vẻ đẹp khó có ai có thể cưỡng lại được. Hằng ngày chúng ta phải chạy đôn chạy đáo để lo miếng cơm manh áo mưu sinh trong cuộc sống. Khó mà có thể dành được một chút thời gian để lặng nhìn bình minh như thế này. Và hôm nay tôi đã làm được điều này, ngắm nhìn và cảm nhận sự ấm áp của những ánh nắng ngày mới. Bình yên lắm các bạn ạ. Mọi lo toan, phiền não trở nên tan chảy theo từng dòng cảm xúc. Nó rất xứng với cái tên bình minh. Và mỗi ngày, chúng ta nên dành một chút thời gian để ngắm nhìn những thứ xung quanh chúng ta tưởng chừng như giản đơn, nhưng rất tuyệt vời. Để mỗi ngày đều là một ngày mới.